Hello hello, xin chào 500 anh em nha. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Radian. Là năm đây ha, tiếp tục tin tức xe máy ngày hôm nay. Mình sẽ cập nhật giá bán cũng như trả góp và giới thiệu hai phiên bản Yamaha MX King 150 nhập khẩu từ thị trường Indo này nha. Đó, hai phiên bản độ quá đẹp luôn. Màu xanh xám ha, xanh bạc đi, màu xanh bạc và một cái là màu xanh lục bảo. Theo phong cách Movistar rất là xịn sò luôn. Màu này là một trong những màu hot trend trong năm 2020 luôn đó. Và hiện tại nó vẫn đang hot trong năm đầu năm 2021 luôn nha. Đẹp không? Quá đẹp luôn ha. Rồi, không biết anh em ăn Tết cũng như mọi người ăn Tết như thế nào rồi. Chứ mình Tết vừa rồi, Tết dứt không đi đâu được hết. Dịch dứt không có đi đâu được hết. Buồn quá mọi người ơi. Bây giờ hết Tết rồi, tiếp tục chiến đấu thôi. Thì video này mình sẽ cập nhật giá bán cho cuối tháng 2 cũng như qua sau dịp Tết Tân Sửu nha, sau Tết Nguyên Đán luôn nha. Để anh em nào mình có ý định mua xe từ trước Tết Nguyên Đán thì bây giờ ra năm mình sẽ mua luôn nha. Thì 500 anh em cũng như tất cả mọi người mình đi mình xem xong video clip á, nhớ đăng ký kênh giùm mình cũng như like video clip để ủng hộ và cập nhật những thông tin mới nhất về xe máy nha. Thì hiện tại mình đang có mặt tại cửa hàng xe máy An Thành Phát này nha. Theo như thường lệ mình sẽ quay sơ mặt tiền cửa hàng xe máy An Thành Phát chút xíu ha, để 500 anh em cũng như tất cả mọi người mình đi mua xe mình dễ nhận biết luôn. Thì đây là mặt tiền cửa hàng xe máy An Thành Phát. Cửa hàng tọa lạc ngay ngã tư đèn xanh đèn đỏ, hướng đi vô cổng phụ khu công nghiệp Mỹ Phước 1, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Bạn nào có nhu cầu mua xe cứ liên hệ theo số điện thoại 0961 469 919 cái bánh cơm nha. Và số điện thoại mình cập nhật phía dưới trang màn hình nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ cập nhật giá bán luôn nè. Thì hiện tại cửa hàng xe máy An Thành Phát đang bán phiên bản Yamaha MX King 150 này với mức giá là khoảng 46 triệu đồng cho phiên bản nguyên bản nha, hay còn gọi là màu green đó. Và giá mình báo lúc nào cũng đã có thuế VAT 10%. Về vấn đề trả góp á, thì các bạn không cần trả trước hay còn gọi là trả trước không đồng cho dòng xe này nha. Cửa hàng đang cực kỳ hỗ trợ cho anh em luôn. Mấy tháng gần đây năm là tháng nào cũng hỗ trợ dòng này là trả trước không đồng không nha anh em. Có nghĩa là các bạn chỉ cần tới làm hồ sơ một cái đậu là các bạn có thể lấy xe về. Thủ tục thì rất là đơn giản luôn. Chỉ cần chứng minh nhân dân cộng bằng lái hoặc là chứng minh nhân dân cộng hộ khẩu. Hai loại giấy tờ này các bạn photo công chứng hoặc là giấy tờ gốc và đủ 18 tuổi là mình có thể làm hồ sơ trả góp nha. Và đạn nào mua bằng tiền mặt á, thì tầm 16 tuổi là mình có thể đứng tên giấy tờ cũng như cào trả góp rồi. Đó. Còn mua trả góp thì phải 18 tuổi mới được nha mọi người. Vì ai đứng tên hồ sơ trả góp thì người đã đứng tên xe luôn nha. Và cửa hàng hỗ trợ trả góp toàn quốc, giao xe tận nơi luôn. Và đặc biệt là hỗ trợ thêm 500.000 tiền xăng, 500.000 tiền xăng đi lại cho bạn nào ở ngoài khu vực tỉnh Bình Dương khi xem kênh YouTube của mình tới mua xe nha. Nhớ nha, là anh Côn sẽ hỗ trợ thêm 500.000 tiền xăng cho bạn nào ở ngoài khu vực tỉnh Bình Dương khi mà xem kênh YouTube của mình tới mua xe. Đó, nhớ nha, nhớ cái ưu đãi đặc biệt đó nha mọi người. Ok ha. Thì đó là về giá bán cũng như trả góp. Tiếp tục nội dung video clip thì mình sẽ giới thiệu chi tiết hai phiên bản độ này nha. Đây, đầu tiên là mình sẽ quay sơ các em màu xanh bạc này trước đây nha. Rất là đẹp luôn ha, đẹp không? Toàn là xanh, bên kia cũng xanh nhưng mà là xanh lục bảo. Còn bên đây là xanh bạc nha, mình tạm gọi là như vậy. Tại vì nó màu xanh nó kết hợp với màu bạc, mọi người thấy không? Đó, có một số chi tiết màu bạc nằm ở hướng hông xe đó. Thì đây là toàn cảnh phần mặt hông bên phải của xe nha. Mặt hông bên phải bên trái đều như nhau hết nha mọi người. Đó, mọi người chú ý ha. Rồi, bây giờ mình sẽ quay chi tiết nè. Mình quay tổng quát cái cho mọi người nhìn cho nó dễ, nó hình dung. Còn bây giờ mình đi vào chi tiết sơ sơ đi ha. Thì màu này là màu sơn nha, chứ không phải tem trùm nha. Đó, cửa hàng sơn và bảo hành 3 năm luôn. Đây, mọi người thấy không? À, màu xanh kết hợp với màu bạc nào đó. Màu bạc này mình nói nè, có những họa tiết màu bạc cũng như màu đen đó. Thì màu bạc nhiều hơn thì mình kêu màu bạc đi. Còn màu đen có chút xíu à, thì mình gọi xanh bạc đi ha. Đẹp chưa? Quay sơ sơ xíu mặt hông phía dưới luôn nè. Các hoa văn đồ này, logo Yamaha này ha. Đây, bạc quá trời bạc luôn nè đó. Y15ZR cũng như logo Y15ZR luôn, đẹp không? Có dương nhiệm điện ở đây nè, với các hoa văn sọc sọc bạc chạy dọc theo thân xe rất là đẹp luôn mọi người. Chắn bùn trước cũng được sơn lại luôn nha, mọi người thấy không? Xịn sò chưa? Quá xịn sò luôn á. Năm mới mà nên màu gì cũng chơi mới hết luôn. Thật ra màu này cũng có độ năm trước rồi nhưng mà rất là nhiều bạn thích luôn nên cửa hàng luôn luôn độ thêm. Cứ màu nào mà trend nhiều người thích là cửa hàng độ. Cũng như ra mấy dòng R15 nhỉ, rất là nhiều bạn thích luôn. Đây là phần mặt hông phía sau xe nè, tên xe nè, MX King ha. Thấy giờ đẹp không? Chữ MX King màu đen và chữ King có viền đen luôn ha. Nền lại xanh cùng với lại cái nền màu luôn. Và dọc thân xe có một cái đường lai màu bạc cũng như màu đen chạy dọc theo thân xe, tạo điểm nhấn rất là ok luôn mọi người thấy chưa. Đó, 150 phân khối nè. Đó, 5 speed ha, có nghĩa là hộp số 5 cấp đó.
bánh trước bánh sau cũng đều sử dụng mâm ghim hết nha, màu đen hết nha. Anh em nào thích độ màu bạc cũng như màu đỏ hay là màu xám á, thì cứ nói cửa hàng, cửa hàng sẽ tháo ra lắp lại thôi, không có vấn đề gì hết á, rất là dễ dàng luôn. Và đây đặc biệt một cái nữa là đuôi sau xe nè ha, đuôi sau xe cửa hàng hỗ trợ độ xi nhan lại cho mọi người luôn này, cũng như đuôi chắn bùn luôn ha. Thấy chưa, xi nhan được độ lại rất là gọn nhẹ luôn, cũng chắn bùn cũng được độ lại, thấy chưa. Còn đây là phần mặt hông bên trái xe nè, thì phần mặt hông bên trái bên phải đều như nhau hết mà, như hồi nãy mình nói đó, không có gì khác biệt hết ha. Tiếp theo màu cuối cùng là màu xanh lục bảo. Đây toàn cảnh phần mặt hông màu xanh lục bảo ha, rất là nhiều anh em thích cái màu này luôn nè, không biết là phong thủy hay sao á, nhưng mà năm rồi á, tới tận năm rồi vẫn thích nha. Năm rồi năm nay cách nhau có mấy ngày nên cũng không có vấn đề gì hết. Màu này là một trong những màu cực kỳ hot trend luôn, đẹp không, toàn cảnh phần mặt hông bên trái ha. Rồi bây giờ mình sẽ quay vào chi tiết tí nè, để anh em mình có nhìn nó chi tiết hơn một tí luôn. Đây thấy chưa, mặt nạ xe này đẹp không, Enot đồ màu xanh lục bảo nè, đẹp chưa, kết hợp với màu đen màu trắng, với hai bên là logo Movista đối xứng rất là ok luôn mọi người, thấy chưa. Mình quay kỹ cho mọi người xem nè, xe sau mình quay y vậy luôn nha, không có thay đổi gì hết, đảm bảo coi video mình cái là lên mua xe luôn chứ không cần phải coi đi coi lại đâu, tại vì mình quay rất là kỹ luôn, và xe như thế nào là mình quay y vậy luôn, thấy chưa, đẹp không. Đó, chắn bùn cũng được sơn lại luôn nha, chắn bùn trước được sơn lại màu xanh lục bảo luôn. Để mình quay bên hông bên đây cho nó dễ nè. Đây đó mọi người nhìn thấy rất là ok luôn, cái logo Movista nè rất là quen thuộc luôn, anh em nào mà coi kênh mình á chắc là quen quá là phong cách độ ấy, đúng không, lúc nào cũng có logo Movista chập bá nằm đây ha. Và bên trên là cái logo Yamaha rất là nhỏ gọn, phía dưới là chữ Enot rồi các kiểu nằm đây nè, thấy chưa. Thì xe này không đổi bánh mâm nha, mâm trước mâm sau cũng là mâm ghim hết luôn. Xe mới còn mới can sờ ben luôn nha, xịn sò chưa, quá xịn sò luôn ha. Và chiếc này cũng được đổ đuôi lại luôn, đuôi và xi nhan cũng được cửa hàng đổ sẵn luôn nha. Đó, nhiều bạn kêu là có độ bánh mâm hay là độ các chi tiết phụ kiện như là gắt chân là phụt giảm sốc là có độ được hay không, là cửa hàng độ được hết luôn. Nhưng mà vì sao độ nhiều quá, nhiều khi giá thành nó cao lên, nhiều bạn khó mua, phải không, không lại giờ độ xong mà mình tháo ra cũng kỳ đó. Thành ra cửa hàng chỉ độ cơ bản là cái màu sơn thôi, sơn màu sơn lên cho các bạn thôi. Còn bạn nào thích độ thêm như là phuộc nè, giảm sốc hay là bánh mâm hay là đèn hay là bất cứ thứ gì á, thì cứ tới cửa hàng góp ý với cửa hàng cũng như anh Côn, thì anh Côn sẽ độ lên thôi. Vấn đề là bao nhiêu tiền thôi ha, độ càng nhiều thì nó càng nhiều tiền thôi, chứ không có vấn đề gì hết, cửa hàng hỗ trợ được hết luôn nha. Rồi như vậy là mình vừa cập nhật giá bán cũng như trả góp và giới thiệu hai phiên bản Yamaha MX-King 150 nhập khẩu từ thị trường Indo này. Để bạn nào có nhu cầu mua xe sang dịp đầu năm mới thì có thể tham khảo luôn ha. Thì 500 anh em cũng như tất cả mọi người mình xem xong video clip nhớ đăng ký kênh cho mình nha, cũng như like video clip để ủng hộ và cập nhật những thông tin mới nhất về xe máy ha. Còn bạn nào có nhu cầu mua xe cứ liên hệ theo số điện thoại 0961 469 919 của anh Côn nha, và số điện thoại mình cập nhật phía dưới góc trái màn hình nha mọi người. Xin chào tạm biệt tất cả mọi người cũng như 500 anh em nha, hẹn gặp lại mọi người ở những video clip sau.